phần dùng chung Điều học thứ nhất. 258 Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành xá vệ kỳ viên tu viện của ông cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khâu ni hai người nằm chung trên một chiếc giường. Dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy rồi phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các tỳ khâu ni hai người lại nằm chung trên một chiếc giường giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy các tỳ khâu ni đã nghe được những người ấy phàn nàn phê phán chê bai các tỳ khâu ni ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khâu ni hai người lại nằm chung trên một chiếc giường các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói các tỳ khưu ni hai người nằm chung trên một chiếc giường có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng: Này các Tỳ khưu, vì sao các Tỳ khưu ni hai người lại nằm chung trên một chiếc giường vậy? Này các Tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin. Này các Tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khâu rằng Già này các tỳ khâu, các tỳ khâu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Các tỳ khâu ni nào hai người nằm chung trên một chiếc giường thì phạm tội ưng đối trị. 259 Dị ni nào Là bất cứ dị ni nào Có mối quan hệ như vậy Có giai cấp như vậy Có tên như vậy Có họ như vậy Có giới hạnh như vậy Có trú xứ như vậy Có hành xứ như vậy Là vị trưởng lão ni Trên mười năm tỳ khưu ni Mới tu dưới năm năm Hoặc trung niên trên năm năm Dị ni ấy được gọi là Dị ni nào Các tỳ khưu ni là các người nữ đã tu lên bậc trên được đề cập đến. Hai người nằm chung trên một chiếc giường là khi một vị ni đang nằm, vị ni kia nằm xuống thì phạm tội ưng đối trị, hoặc cả hai cùng nằm xuống thì phạm tội ưng đối trị. Sau khi đứng dậy rồi cùng nằm xuống lại thì phạm tội ưng đối trị. 260. Khi một vị ni đang nằm thì vị ni kia ngồi, hoặc cả hai đều ngồi các vị đi bị điên, các vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dùng chung, điều học thứ nhì. 261. Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Xá Vệ Kỳ Viên, tu viện của ông cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ, các tỳ khâu ni hai người nằm chung một tấm trải tấm đắp dân chúng trong lúc đi dạo quanh các trú xá nhìn thấy Trời phàn nàn phê phán chê bai rằng tại sao các tỳ khô ni hai người lại nằm chung một tấm trải tấm đắp giống như các cô gái tại gia hưởng dục vậy các tỳ khô ni đã nghe được những người ấy phàn nàn phê phán chê bai các tỳ khô ni ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao các tỳ khưu ni hai người lại nằm chung một tấm trải tấm đắp các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói các tỳ khâu ni hai người nằm chung một tấm trải tấm đắp có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khâu vì sao các tỳ khâu ni hai người lại nằm chung một tấm trải tấm đắp vậy này các tỳ khâu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng Và này các tỳ khưu các tỳ khưu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Các tỳ khưu ni nào hai người nằm chung một tấm trải tấm đắp thì phạm tội ưng đối trị vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy có giai cấp như vậy có tên như vậy có họ như vậy có giới hạnh như vậy có trú xứ như vậy có hành xứ như vậy là vị trưởng lão ni trên mười năm tỳ khưu ni mới tu dưới 5 năm năm hoặc trung niên trên 5 năm. Dị ni ấy được gọi là dị ni nào? Các tỳ khưu ni là các người nữ đã tu lên bậc trên được đề cập đến. Hai người nằm chung một tấm trải tấm đắp. Sau khi trải xa bằng chính tấm ấy, họ lại đắp bằng chính tấm ấy thì phạm tội ưng đối trị. 263 Chung một tấm trải tấm đắp nhận biết là chung một tấm trải tấm đắp hai vị ni nằm chung thì phạm tội ưng đối trị chung một tấm trải tấm đắp có sự hoài kỳ hai vị ni nằm chung thì phạm tội ưng đối trị chung một tấm trải tấm đắp lầm tưởng là khác tấm trải tấm đắp hai vị ni nằm chung thì phạm tội ưng đối trị chung tấm trải khác tấm đắp thì phạm tội tác ác khác tấm trải chung tấm đắp thì phạm tội tác ác. Khác tấm trải tấm đắp, lầm tưởng là chung một tấm trải tấm đắp, phạm tội tác ác. Khác tấm trải tấm đắp, có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Khác tấm trải tấm đắp, nhận biết là khác tấm trải tấm đắp thì vô tội. 264 Sau khi chỉ rõ sự sắp xếp rồi cả hai nằm xuống. Các vị ni bị điên, các vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần dùng chung, điều học thứ ba. 265 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành xá vệ kỳ viên tu viện của ông cấp cô độc vào lúc bấy giờ tỳ Khô ni thun la nanda là vị ni nghe nhiều chuyên đọc tụng thuộc lòng tự tin rành rẽ về thuyết pháp thoại phá đa kapilani cũng là vị ni nghe nhiều chuyên đọc tụng thuộc lòng tự tin rành rẽ về thuyết pháp thoại và được xem là nổi bật dân chúng nghĩ rằng Ni sư Phada Kapilani là vị nghe nhiều, chuyên đọc tụng thuộc lòng, tự tin, rành rẽ về thuyết pháp thoại và được xem là nổi bật nên thăm viếng phá đa kapitlani trước tiên sau đó mới thăm viếng tỳ khuni thúy lạc nanda tỳ khuni thúy lạc nanda có bản chất ganh tị nghĩ rằng nghe nói các cô này ít ham muốn tự biết đủ tách ly công tụ hội thì chính các cô này sống có nhiều sự giao hảo có nhiều sự khuếch trương rồi đi tới lui rồi đứng lại, rồi ngồi xuống, rồi nằm xuống, rồi đọc tụng, rồi bảo đọc tụng, rồi học bài ở phía trước Phada Kapilani. Các tỳ khâu ni ít ham muốn tự biết đủ, khiêm tốn, có hối hận, ưa thích sự học tập. Các chị ni ấy vàng nàng phê phán chê bai rằng: "Vì sao ni sư Thú-la-na-ta lại cố ý quấy rầy ni sư Phada Kapilani?" các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói tỳ khưu ni thuynh ninh đa cố ý quấy rầy đa la Ni có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu, vì sao tỳ khưu Ni Thunla Nanda lại cố ý quấy rầy Phata Kapilani vậy? Này các tỳ khưu, sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin, hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin? Này các tỳ khưu, hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin, và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin. Sau khi khiển trách, Ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khâu rằng, Dạ này các tỳ khâu, các tỳ khâu ni hãy phổ biến điều học này như vậy. Vì tỳ khâu ni nào cố ý quấy rầy vì tỳ khâu ni thì phạm tội ưng đối trị. 266 Vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy, có giai cấp như vậy, có tên như vậy có họ như vậy có giới hạnh như vậy có trú xứ như vậy có hành xứ như vậy là vị trưởng lão ni trên mười năm tỳ khưu ni mới tu dưới năm năm hoặc trung niên trên năm năm vị ni ấy được gọi là vị ni nào tỳ khưu ni người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khâu ni người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khâu ni là tỳ khâu ni do sự thừa nhận là tỳ khâu ni do tự mình xác nhận là tỳ khâu ni khi được đức phật nói rằng này tỳ khâu ni hãy đi đến người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khâu ni người nữ hiền thiện là tỳ khâu ni người nữ có thực chất là tỳ khưu ni người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni ở đây vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này vị tỳ khưu ni là vị tỳ khưu ni khác cố ý là sự vi phạm trong khi biết trong khi có ý định sau khi đã suy nghĩ sau khi đã khẳng định Quấy rầy, dị ni nghĩ rằng do việc này sự không thoải mái sẽ có cho người này không hỏi ý rồi đi tới lui hoặc đứng lại hoặc ngồi xuống hoặc nằm xuống hoặc đọc tụng hoặc bảo đọc tụng hoặc học bài ở phía trước thì phạm tội ưng đối trị 267 Người nữ đã tu lên bậc trên nhận biết là đã tu lên bậc trên dị ni cố ý quấy rầy thì phạm tội ưng đối trị Người nữ đã tu lên bậc trên có sự hoài nghi, dị ni cố ý quấy rầy thì phạm tội ưng đối trị. Người nữ đã tu lên bậc trên, lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên, dị ni cố ý quấy rầy thì phạm tội ưng đối trị. Người nữ chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên có sự hoài nghi, phạm tội, tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên Nhận biết là chưa tu lên bậc trên Phạm tội tác ác 268 Không có ý định quấy rầy Hỏi ý rồi đi tới lui Hoặc đứng lại Hoặc ngồi xuống Hoặc nằm xuống Hoặc đọc tụng Hoặc bảo đọc tụng Hoặc học bài ở phía trước vị ni bị điên vị ni chi phạm đầu tiên Thì vô tội Phần dùng chung Điều học thứ tư 269 Lúc bấy giờ Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành xá vệ Kỳ viên tu viện của ông cấp cô độc Vào lúc bấy giờ Tỳ Khô Ni Nanda Không chăm sóc người nữ đệ tử Bị ốm đau Cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc các tỳ khô ni ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ni ấy phàn nàn phê phán chê bai rằng vì sao ni sư thúy lá nanda lại không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói tỳ khưu ni thuấn Nanh nanda không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao tỳ khưu ni Lạc Nanh nanda lại không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc vậy này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khưu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau khi khiển trách ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng và dạ này các tỳ khâu Các tỳ khâu ni hãy phổ biến điều học này như vậy Vị tỳ khâu ni nào không chăm sóc người nữ đệ tử bị ốm đau Cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc Thì phạm tội ưng đối trị 270 Vị ni nào Là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy Có giai cấp như vậy Có tên như vậy Có họ như vậy có giới hạnh như vậy có trú xứ như vậy có hành xứ như vậy là vị trưởng lão ni trên mười năm tỳ khưu ni mới tu dưới năm năm hoặc trung niên trên năm năm vị ni ấy được gọi là vị ni nào tỳ khưu ni người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni là tỳ khưu ni do sự thừa nhận là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận là tỳ khưu ni khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu ni hãy đi đến người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni người nữ có thực chất là tỳ khưu ni người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni người nữ thánh vô học là tỳ khưu ni người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khưu ni ở đây vị tỳ khưu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị Tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này. Bị ốm đau nghĩa là bị bệnh. Người nữ đệ tử nghĩa là người nữ sống chung trú xá được đề cập đến. Không chăm sóc là không tự mình chăm sóc không nỗ lực kiếm người chăm sóc là không chỉ thị người khác nghĩ rằng ta sẽ không chăm sóc cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc trong việc buông bỏ trách nhiệm thì phạm tội ưng đối trị vì không chăm sóc người nữ học trò hoặc người nữ chưa tu lên bậc trên cũng không nỗ lực kiếm người chăm sóc thì phạm tội tác ác 271 trong khi có nguy hiểm, sau khi tìm kiếm không có được người chăm sóc, dị ni bị bệnh, trong những lúc có sự cố, dị ni bị điên, vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội. Phần Dùng Chung Điều Học Thứ Năm 272 Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tôn ngự tại thành xá vệ kỳ viên tu viện của ông cấp cô độc. Vào lúc bấy giờ, Phada Kapitlani đã vào mùa an cư mưa ở thành Saketa. vị ni ấy vì công việc cần làm nào đó đã phái người đưa tin đi đến gặp tỳ cưu ni nhắn rằng Nếu ni sư Thuấn có thể cho tôi chỗ trú ngủ thì tôi có thể đi đến xá vệ. Tỳ khô ni La Nan nanda đã nói như vậy. Hãy đi đến, tôi sẽ cho. Sau đó, pha đà đã từ thành saketha đi đến thành xá vệ. Tỳ khô ni La Nan nanda đã cho pha đà chỗ trú ngủ. Vào lúc bấy giờ, tì khô ni La Nan nanda là dị nghe nhiều chuyên đọc tụng thuộc lòng tự tin trành trẻ về thuyết pháp thoại Pha la ni cũng là dị ni nghe nhiều chuyên đọc tụng thuộc lòng tự tin trành trẻ về thuyết pháp thoại và được xem là nổi bật dân chúng nghĩ rằng ni sư Pha la ni là dị nghe nhiều chuyên đọc tụng thuộc lòng tự tin trành trẻ về thuyết pháp thoại và được xem là nổi bật nên thăm viếng phá đà capitlani trước tiên sau đó mới thăm viếng tỳ khô ni thuấn lạc nanda tỳ khô ni thuấn lạc nanda có bản chất ganh tị nghĩ rằng nghe nói các cô này ít ham muốn tự biết đủ tách ly không tụ hội thì chính các cô này sống có nhiều sự giao hảo có nhiều sự khuếch trương rồi nổi giận bất bình đã lôi kéo pháp đà ra khỏi chỗ trú ngụ các tỳ ni ít ham muốn tự biết đủ khiêm tốn có hối hận ưa thích sự học tập các vị ni ấy vàng nàng phê phán chê bai rằng vì sao ni sư tuấn đa sau khi đã cho ni sư phát đặt capilani chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra các tỳ khưu đã trình sự việc ấy lên đức thế tôn khi ấy đức thế tôn nhân lý do ấy nhân sự kiện ấy sau khi triệu tập hội chúng tỳ khưu lại đã thuyết pháp thoại và đã hỏi các tỳ khưu rằng này các tỳ khưu nghe nói tỳ khưu ni thúy nanda sau khi đã cho Phát La Ni chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi đôi kéo ra có đúng không vậy bạch thế tôn đúng vậy đức phật thế tôn đã khiển trách rằng này các tỳ khưu vì sao tỳ khưu ni Nanda sau khi đã cho phát Đạt kapitlani chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra vậy này các tỳ khưu sự việc này không đem lại niềm tin cho những kẻ chưa có đức tin hay làm tăng thêm niềm tin của những người đã có đức tin này các tỳ khâu hơn nữa chính sự việc này đem lại sự không có niềm tin ở những kẻ chưa có đức tin và làm thay đổi niềm tin của một số người đã có đức tin sau khi khiển trách ngài đã thuyết pháp thoại rồi bảo các tỳ khâu rằng già này các tỳ khâu các tỳ khâu ni hãy phổ biến điều học này như vậy vị tỳ khưu ni nào sau khi đã cho chỗ trú ngụ đến vị tỳ khưu ni là nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội ưng đối trị 273 vị ni nào là bất cứ vị ni nào có mối quan hệ như vậy có giai cấp như vậy có tên như vậy có họ như vậy có giới hạnh như vậy có trú xứ như vậy có hành xứ như vậy là vị trưởng lão ni trên mười năm tỳ khưu ni mới tu dưới năm năm hoặc trung niên trên năm năm vị ni ấy được gọi là vị ni nào tỳ khưu ni người nữ đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ chấp nhận việc đi khất thực là tỳ khưu ni người nữ mặc y đã được cắt rời là tỳ khưu ni là tỳ khưu ni do sự thừa nhận là tỳ khưu ni do tự mình xác nhận là tỳ khưu ni khi được đức phật nói rằng này tỳ khưu ni hãy đi đến người nữ đã tu lên bậc trên bằng tam quy là tỳ khưu ni người nữ hiền thiện là tỳ khưu ni người nữ có thực chất là tỳ khưu ni người nữ thánh hữu học là tỳ khưu ni Người nữ thánh vô học là tỳ khâu ni. Người nữ đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất là tỳ khâu ni. Ở đây, vị tỳ khâu ni đã được tu lên bậc trên bằng hành sự có lời thông báo đến lần thứ tư không sai sót, đáng được duy trì với cả hai hội chúng có sự hợp nhất. Vị ni này là vị tỳ khưu ni được đề cập trong ý nghĩa này đến vị tỳ khưu ni là đến vị tỳ khưu ni khác chỗ trú ngụ nghĩa là chỗ có gắn liền cánh cửa được đề cập đến sau khi đã cho là sau khi tự mình cho nổi giận bất bình là không được hài lòng có tâm bực bội Xanh khởi lòng cay cú lôi kéo ra là sau khi nắm lấy ở trong phòng rồi lôi kéo ra phía trước thì phạm tội ưng đối trị sau khi nắm lấy ở phía trước rồi lôi kéo ra bên ngoài thì phạm tội ưng đối trị với một lần ra sức mặc dầu làm cho vị ni kia vượt qua nhiều cánh cửa vị ni ấy phạm chỉ một tội ưng đối trị bảo lôi kéo ra Dị ni ra lệnh người khác thì phạm tội tác ác được ra lệnh một lần mặc dầu làm cho vị ni kia vượt qua nhiều cánh cửa dị ni ra lệnh phạm chỉ một tội ưng đối trị 274 Người nữ đã tu lên bậc trên, nhận biết là đã tu lên bậc trên, Vị ni sau khi đã cho chỗ trú ngụ Lại nổi giận bất bình Rồi lôi kéo ra Hoặc bảo lôi kéo ra Thì phạm tội ưng đối trị Người nữ đã tu lên bậc trên Có sự hoài nghi Vị ni sau khi đã cho chỗ trú ngụ Lại nổi giận bất bình Rồi lôi kéo ra Hoặc bảo lôi kéo ra Thì phạm tội ưng đối trị người nữ đã tu lên bậc trên lầm tưởng là chưa tu lên bậc trên vị ni sau khi đã cho chỗ trú ngụ lại nổi giận bất bình rồi lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra thì phạm tội ưng đối trị vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia thì phạm tội tác ác vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra khỏi chỗ không có gắn liền cánh cửa thì phạm tội tác ác. Dị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của dị ni kia thì phạm tội tác ác. Dị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra người nữ chưa tu lên bậc trên khỏi chỗ có gắn liền cánh cửa hoặc chỗ không có gắn liền cánh cửa thì phạm tội tác ác. Dị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của cô kia thì phạm tội tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, lầm tưởng là đã tu lên bậc trên, phạm tội tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, có sự hoài nghi, phạm tội tác ác. Người nữ chưa tu lên bậc trên, nhận biết là chưa tu lên bậc trên, phạm tội tác ác. 275 vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vị ni không biết hổ thẹn vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vị ni bị điên vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của vị ni kia vị ni lôi kéo ra hoặc bảo lôi kéo ra vị ni thường gây nên các sự xung đột vị ni thường gây nên sự cãi cọ Dị Ni thường gây nên sự tranh luận Dị Ni thường gây nên sự nói chuyện nhảm nhí Dị Ni thường gây nên sự tranh tụng trong hội chúng Dị Ni lôi kéo xa hoặc bảo lôi kéo xa vật dụng của dị Ni kia Dị Ni lôi kéo xa hoặc bảo lôi kéo xa người nữ đệ tử Hoặc người nữ học trò không thực hành phận sự đúng đắn Dị Ni lôi kéo xa hoặc bảo lôi kéo ra vật dụng của dị Ni kia Dị Ni bị điên vị ni vi phạm đầu tiên thì vô tội.